Thưa quý vị, thưa các bạn, phát triển ngành công nghiệp môi trường đến năm 2025, theo đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 192/QĐ-TTg, với mục tiêu đến năm 2025, ngành công nghiệp môi trường Việt Nam cơ bản đáp ứng về bảo vệ môi trường trong nước, từng bước tiến tới xuất khẩu các công nghệ, thiết bị, dịch vụ và sản phẩm bảo vệ môi trường có lợi thế cạnh tranh. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để ngành công nghiệp môi trường trở thành ngành kinh tế còn rất nhiều việc phải làm. Theo số liệu khảo sát đánh giá của Bộ Công Thương, đến nay ngành công nghiệp môi trường Việt Nam mới đáp ứng được khoảng 3-5% nhu cầu xử lý nước thải đô thị, 15% nhu cầu xử lý chất thải rắn, 14% nhu cầu xử lý chất thải nguy hại. Các doanh nghiệp công nghiệp môi trường còn hạn chế về số lượng lẫn quy mô, vốn điều lệ thấp. Các doanh nghiệp công nghiệp môi trường chủ yếu tập trung ở lĩnh vực dịch vụ, trong khi rất thiếu các doanh nghiệp mạnh để giải quyết những vấn đề lớn. Các sản phẩm thiết bị cung cấp ra thị trường chủ yếu là các sản phẩm cơ khí, chế tạo đơn giản, trình độ thấp. Doanh nghiệp chưa quan tâm đầu tư cho nghiên cứu phát triển, hoàn thiện sản phẩm công nghệ. Tôi cho rằng là cái ngành công nghiệp môi trường của chúng ta đây là một cái bước đi còn đang tương đối dài, vì nó không chỉ đơn thuần ở trong một ngành, một lĩnh vực, mà nó là một cái khái niệm và nó tác động tổng thể đến toàn bộ cái nền kinh tế cũng như là trong sản xuất. Nó không chỉ đơn thuần là ở trong công nghiệp, hay nó còn có trong y tế, trong tất cả các ngành giao thông, xây dựng, rồi đặc biệt là kể cả nông nghiệp. Đấy, ngành công nghiệp môi trường nó giúp cho chúng ta để tạo ra được một cái môi trường xanh, sạch. Để phát triển ngành công nghiệp môi trường đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho các bộ ngành địa phương tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. Theo đó, Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục cụ thể công nghệ, thiết bị, sản phẩm ngành công nghiệp môi trường làm cơ sở để nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu xử lý các vấn đề môi trường quan trọng, lâu dài, quy mô cấp vùng, quốc gia, quốc tế, ảnh hưởng đến phát triển bền vững của đất nước, ngăn ngừa ứng phó sự cố môi trường, thảm họa môi trường. Hiện nay, dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục cụ thể công nghệ, thiết bị, sản phẩm ngành công nghiệp môi trường đã được Bộ Công Thương gửi lấy ý kiến góp ý của các bộ, ngành. Bộ Công Thương trong thời gian tới sẽ tiếp tục xây dựng cái chương trình phát triển công nghiệp môi trường để trình Thủ tướng phê duyệt. Thì trên cơ sở mà cái chương trình này khi được phê duyệt thì nó tạo điều kiện để xây dựng cái cơ sở chính sách để làm sao cho ngành công nghiệp phát triển, cho công nghiệp môi trường được phát triển. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục triển khai các cái nhiệm vụ như là tuyên truyền, phổ biến cho các cái doanh nghiệp trong ngành để sử dụng, áp dụng và đặc biệt là sản xuất, nghiên cứu để sản xuất các cái sản phẩm trong cái danh mục mà khi được ban hành. Bộ Công Thương cần phải chú trọng đến cái việc mà phát triển cái thị trường đối với sản phẩm công nghiệp môi trường. Đấy là một những cái nhiệm vụ để tôi nghĩ đó là để những giải pháp để thúc đẩy được cái ngành công nghiệp môi trường phát triển trong thời gian tới. Thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ giao về phát triển ngành công nghiệp môi trường, Bộ Công Thương sẽ chú trọng việc xây dựng và phát triển thị trường cho ngành công nghiệp môi trường để thúc đẩy thị trường sản phẩm hàng hóa cho ngành này phát triển. Từng bước phát triển ngành công nghiệp môi trường trở thành một ngành kinh tế không chỉ đáp ứng các yêu cầu về xử lý các vấn đề môi trường mà còn đóng góp cho sự phát triển chung của nền kinh tế.